Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 8 triết lý thành công của người Do Thái, những triết lý đã giúp họ trở thành một trong những dân tộc thông minh và thành công nhất thế giới. Sự thành công của người Do Thái khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ và học hỏi. Trong đó họ có những triết lý thành công khiến cho cả những kẻ lười cũng làm nên chuyện. Người Do Thái vốn được mệnh danh là những người vô cùng thông minh, và họ không chỉ thông minh trong một thế hệ mà được di truyền qua rất nhiều đời, thậm chí được chứng minh bằng khoa học. Chẳng hạn, trong thế kỷ 20, mặc dù chỉ chiếm 20% dân số Mỹ, nhưng nước Mỹ lại có tới 27% nhà khoa học đạt giải Nobel là người Do Thái. Chỉ số IQ trung bình của người Do Thái là 110, trong khi họ chỉ chiếm chưa tới 0,2% dân số toàn cầu với hơn 14 triệu người theo khảo sát vào năm 2015. Chỉ số IQ trung bình của người Do Thái là 110. Chính vì thế, người Do Thái rất thành công trong cuộc sống. Họ đam mê kiếm tiền bởi theo họ đó là thành quả của lao động sáng tạo. Dưới đây là 8 triết lý thành công khiến ngay cả kẻ lười cũng làm nên chuyện từ người Do Thái. 1. Không thể có cùng lúc hai chỉ huy. Bạn đã bao giờ thử sử dụng hai chiếc đồng hồ cùng lúc chưa? Nếu có, bạn sẽ nhận ra rằng chúng hiếm khi cho ra cùng một thời gian chính xác. Đây chính là định luật đồng hồ, một triết lý quan trọng trong kinh doanh của người Do Thái. Hãy thử tưởng tượng bạn đang tham gia vào một dự án lớn, nhưng lại có hai người lãnh đạo cùng điều hành. Điều gì sẽ xảy ra? Sự khác biệt trong quan điểm và cách tiếp cận có thể dẫn đến mâu thuẫn, và đôi khi là những quyết định trái ngược nhau. Khi không có sự đồng nhất trong chỉ đạo, cả nhóm sẽ mất phương hướng, và kết quả cuối cùng thường là sự thất bại hoặc hiệu quả công việc bị giảm sút. Một ví dụ điển hình là trong quân đội, nơi nguyên tắc chỉ huy duy nhất được áp dụng rất nghiêm ngặt. Bất kỳ sự mâu thuẫn nào trong mệnh lệnh có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, trong cuộc sống hay kinh doanh, hãy đảm bảo rằng chỉ có một người chỉ huy, một người có đủ năng lực và tầm nhìn để dẫn dắt mọi người đến thành công. 2. Thất bại là mẹ thành công. Thất bại không phải là điều đáng sợ. Người Do Thái luôn coi thất bại là cơ hội để học hỏi và thăng tiến. Điều này không chỉ là lý thuyết, mà còn được áp dụng trong thực tiễn cuộc sống của họ. Hãy nghĩ về những lần bạn thất bại, điều gì đã giữ bạn lại. Đối với người Do Thái, mỗi thất bại là một bài học, một cơ hội để làm tốt hơn lần sau. Một câu chuyện nổi tiếng về người Do Thái là về Thomas Edison, người phát minh ra bóng đèn điện. Mặc dù không phải người Do Thái, nhưng ông lại thể hiện rất rõ tinh thần không sợ thất bại mà chúng ta đang nói đến. Ông đã trải qua hàng ngàn thí nghiệm thất bại trước khi tìm ra được vật liệu thích hợp cho dây tóc bóng đèn. Edison không coi những lần thất bại đó là vô ích mà ngược lại, ông xem chúng là bước đệm cho thành công cuối cùng. Người Do Thái cũng có cùng tinh thần như vậy, luôn tin rằng thất bại là mẹ thành công và không bao giờ bỏ cuộc. 3. Nhất định phải là người dẫn đầu. Cuộc sống giống như một ván cờ, và trong ván cờ này, quân cờ yếu đuối sẽ sớm bị loại bỏ. Người Do Thái hiểu rõ rằng để tồn tại và phát triển, họ cần phải vươn lên làm người dẫn đầu. Đây không phải là sự tham vọng không có lý do, mà là một chiến lược sống còn. Hãy xem xét hiệu ứng Matthew, được đặt theo tên một đoạn trong Kinh Thánh, có nghĩa là người giàu sẽ càng giàu, người nghèo sẽ càng nghèo. Trong thế giới kinh doanh, điều này thể hiện rõ ràng. Những người đã thành công sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp tục thành công, trong khi những người kém may mắn sẽ gặp khó khăn hơn để bứt phá. Vì vậy, người Do Thái luôn nỗ lực để trở thành người đứng đầu, bởi họ biết rằng điều này sẽ mở ra nhiều cánh cửa cơ hội hơn. Nhưng để trở thành người dẫn đầu, không phải chỉ cần may mắn hay cơ hội. Họ không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và không bao giờ bỏ cuộc trước những thử thách. Có thể lấy ví dụ về những nhà khoa học Do Thái đã đạt giải Nobel. Họ không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực của mình mà còn là những người tiên phong, dám nghĩ dám làm. 4. Không suy nghĩ tiêu cực. Người Do Thái có một định luật đặc biệt gọi là rượu và nước bẩn. Họ cho rằng nếu bạn để suy nghĩ tiêu cực len lỏi vào tâm trí, nó sẽ làm ô nhiễm mọi điều tốt đẹp khác. Điều này thực sự có ý nghĩa khi chúng ta nhìn vào cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn bắt đầu một ngày mới với tâm trạng u ám, tất cả mọi việc bạn làm đều sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Ngược lại, nếu bạn có một thái độ tích cực, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy giải pháp cho các vấn đề hơn và có thể biến những thử thách thành cơ hội. Người Do Thái tin rằng, để thành công, bạn cần phải giữ cho tâm trí mình luôn trong sạch và tích cực. Điều này không chỉ áp dụng trong cuộc sống cá nhân mà còn trong kinh doanh. Nếu bạn để những suy nghĩ tiêu cực chiếm lĩnh, chúng sẽ làm giảm đi khả năng sáng tạo và tinh thần chiến đấu của bạn. Vì vậy, hãy luôn duy trì một thái độ tích cực và bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. 5. Mục tiêu là ngọn hải đăng, phải đủ sáng mới có thể chỉ dẫn tàu thuyền. Để đạt được thành công, bạn cần phải có mục tiêu rõ ràng, như một ngọn hải đăng dẫn đường cho tàu thuyền. Người Do Thái luôn nhấn mạnh rằng mục tiêu phải thực tế và có thể đạt được. Một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải là đặt ra những mục tiêu quá xa vời hoặc không rõ ràng. Điều này không chỉ làm mất phương hướng mà còn làm giảm đi động lực. Một mục tiêu rõ ràng, thực tế sẽ giúp bạn có được lộ trình cụ thể và dễ dàng theo dõi tiến độ của mình. Hãy lấy ví dụ từ các doanh nghiệp Do Thái thành công. Họ không chỉ có tầm nhìn lớn mà còn chia nhỏ mục tiêu thành từng bước cụ thể, khả thi. Điều này giúp họ không chỉ đạt được mục tiêu mà còn duy trì được động lực và sự tập trung trong suốt hành trình. 6. Con ngựa dù lười biếng ra sao thì chỉ cần có ruồi ngựa chích cũng có thể tiến lên. Hiệu ứng ruồi ngựa là một trong những bí quyết kinh doanh của người Do Thái. Nó chỉ ra rằng ngay cả những người lười biếng cũng có thể tiến lên khi bị kích thích. Câu chuyện về ruồi ngựa chích ngựa tuy đơn giản nhưng chứa đựng một bài học sâu sắc về động lực. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần một tác động từ bên ngoài để thúc đẩy mình. Điều này có thể là sự cạnh tranh, áp lực từ công việc, hoặc thậm chí là một người thầy hay đồng nghiệp luôn nhắc nhở và khích lệ. Người Do Thái không chỉ coi đối thủ cạnh tranh là thách thức mà còn là động lực để họ không ngừng vươn lên. Thực tế, nhiều doanh nhân Do Thái đã chia sẻ rằng sự cạnh tranh khốc liệt trong thương trường là điều đã giúp họ phát triển nhanh chóng và đạt được những thành tựu lớn. Vì vậy, đừng ngại cạnh tranh, hãy xem đó là cơ hội để bạn hoàn thiện bản thân và tiến xa hơn. 7. Thùng có thể đựng bao nhiêu nước là do tấm gỗ ngắn nhất. Định luật thùng gỗ nhấn mạnh rằng sự yếu kém của bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Hãy tưởng tượng một thùng gỗ với các tấm ván dài ngắn khác nhau. Thùng có thể chứa bao nhiêu nước phụ thuộc vào tấm ván ngắn nhất. Trong kinh doanh, điều này có nghĩa là sự thành công của một tổ chức không chỉ dựa trên những điểm mạnh mà còn bị giới hạn bởi những điểm yếu. Người Do Thái luôn chú trọng đến việc nhận biết và khắc phục những yếu điểm của mình. Họ hiểu rằng chỉ khi khắc phục được những yếu điểm đó, họ mới có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Hãy nghĩ về chính bản thân bạn. Có những kỹ năng hoặc khía cạnh nào mà bạn cảm thấy mình còn thiếu sót? Đừng ngại thừa nhận và khắc phục chúng. Cải thiện những điểm yếu sẽ giúp bạn trở nên toàn diện hơn và đạt được thành công lớn hơn. 8. Đơn giản hết mức. Cuối cùng, định luật giao cạo Ockham dạy chúng ta rằng càng đơn giản càng tốt. Người Do Thái luôn tin vào việc giữ mọi thứ đơn giản và dễ hiểu. Đơn giản không chỉ là về cách bạn làm việc, mà còn là cách bạn suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Hãy lấy ví dụ về các sản phẩm công nghệ. Những sản phẩm thành công nhất thường là những sản phẩm dễ sử dụng, với giao diện thân thiện và chức năng đơn giản. Đó là bởi vì người dùng không muốn mất quá nhiều thời gian để học cách sử dụng một sản phẩm. Họ muốn mọi thứ phải trực quan và dễ hiểu. Trong cuộc sống, bạn cũng nên áp dụng triết lý này. Đừng phức tạp hóa vấn đề. Hãy tìm kiếm những giải pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn tăng hiệu suất làm việc của bạn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá 8 triết lý thành công của người Do Thái. Những triết lý này không chỉ giúp họ trở thành một trong những dân tộc thành công nhất thế giới, mà còn là những bài học quý giá cho tất cả chúng ta. Hãy áp dụng những triết lý này vào cuộc sống của bạn, và bạn sẽ thấy mình tiến bộ không ngừng.